bây giờ chị nói chuyện cho tôi nghe coi. Chị dừng sao, chị sao? Bây giờ anh này nè, anh quen biết với chị. Quen biết với em. Rồi, anh lấy mượn xe anh chạy. Rồi. Chạy 411 đây. Tối 12, 13 tay chạy em điện, em kêu ảnh nó bây giờ đem xe về cho em. Đó. Anh nói là anh không đem về. Em kêu nếu mà trong vòng 3 ngày anh đem về cho tôi là tôi báo công an. Rồi. Anh bảo là 3 ngày nó báo công an mà còn ngu lắm, mày báo liền đi. Công an là con cặc kỳ tao. Vâng. Đó. Đó. Làm mượn xe chỗ nào? Mượn xe chỗ nào? Xe tại chỗ. Chỗ đâu, phường nào? Chỗ năm sẹp vào 23 tờ phường khu quốc 1 quận 5. Phường Thượng Giao hả? Dạ. Rồi nó lấy xe lâu chưa? Anh lấy ra bữa 11 tới nay. Bữa 11 tới nay. Hả? Nè, nói nghe nè, xe của ta đã người ta như vậy nè. Đúng. Bắt em bắt lâm sầm anh em bên kia kìa. Rồi, rồi, rồi. Đây nè. Bây giờ nè. Không, bây giờ nè, bây giờ tôi nói nghe nè. Xe của đó thì tôi trả cho nó. Lấy đó gì hết á. Bây sao bà lấy cộng lấy tiền chi? Tiền này là tiền hụi của tôi. Tiền hụi gì theo tôi là tiền gì? Bà mới đưa, có qua đâu mà lấy. Tiền hụi. Tiền hụi. Đây. Ông kêu là đưa cho. Nói xuống, nói xuống. Đây, đây nè. Vậy mà tôi có 9 triệu thôi. Đây nè, bởi tôi nói trong máy ngay. Trong máy nhắn là. 9 triệu là cầu quán cho đó. Nói vậy là anh nói gì sao được. Bây giờ anh đưa cầu quẹt cho tôi đi. Để tôi nói cho nghe. Bây giờ nè, cái tin nhắn này á, thí dụ chị Năm bà gửi lên, bà nói bây giờ nè. Tôi không giải thích anh tin nhắn. Tôi đã gửi cái xe này. Cái xe này là cả tôi đồng ý. Đồng ý. Rồi anh nói là xe này xe bên đây. Anh để tôi nói chuyện. Rồi. Cái xe là xe của chị. Xe là xe của chị gái. Rồi rồi. Anh là người lừa xe chị đi. Và bây giờ anh nói là nói tiếng lừa, anh nói lừa là tôi không có đồng ý là vậy. Tụi tôi á là ở đây là hang nín đi, tụi tôi ở đây là 2-3 năm rồi, thấy không? Mà tiền xe này là mua góp, hai đứa cũng dẫn đứa, có một bình tôi góp, một bình tôi góp biết lấy có một bình tôi đồng ý lấy cà phê xe ra không cái chuyện đó đây nè, không phải gì nè, tóm lại nè, chuyện cá nhân của anh chị. Rồi đúng rồi, nghe chị La ông sụm đây á là nói gì chú lấy tiền gì á, tống tiền, nghe chị La tôi này tôi hỏi nó coi vậy, đừng nói tiếng tống tiền là tôi không đồng ý, là tống tiền là tôi không đồng ý, không không phải chị gì cả. Bây giờ nè, bây giờ nếu mà muốn vậy á thì cứ lợi ngay ngay không ngay, nghe ngay cái chỗ nhà trọ đó đi, thì đó nãy giờ chị cũng cần tặng như vậy đó, kêu chị luôn, ơi xem của chị đó thì cứ đi lợi ngay nhà trọ hỏi rồi bây giờ gì ăn ở giờ nghe chị này nó sức chị la thì này là căng hẹp rồi, chuyện là chúng báo quyền phường gì đó báo nhà báo số tiền báo chiều tiền gì thì báo tiền hụi, hụi nào có hụi gì không, có tiền hụi gì không, hụi gì vậy? Anh bảo là bữa nay đưa cho ảnh là 12 triệu, anh trả cái xe này cho em chứ không có hụi hàng gì đây hết. Đó. Đó tin nhắn. Nhưng bây giờ em đưa 9 triệu thôi. Em có chọn 9 triệu đàng hoàng chứ không phải là như không. Tôi nói là mà bây giờ là anh không nhận đúng không? Rồi anh em hiệp sĩ ở đây kể cả anh với anh Hải hãy đây cũng đưa anh vào công an làm việc. Rồi rồi. Tiền không? Rồi, không có anh cứ đưa vô đi. Nói chung là cái hỏi vậy nè. Thôi tôi nói đưa ông vô công an thì mất công ông bị tù, nó hẳn luôn cái này là tiền phải có. Tiền hụi là phải có giấy tờ, không? Đây nè, anh Hải nói vậy nè, em nói anh nghe nè. Rồi, nói đi. Tin nhắn của chị Năm ở dưới bà gửi lên, bà nói rồi thôi bây giờ á 27 triệu em lấy 12 triệu thôi, vợ chồng ở nay cũng 2-3 năm rồi. Mà tiền gì mới được? Tiền hụi em đóng tiền hụi. Có hụi gì không? Sao bà nói không có tiền gì? Đây nè, hang. Cầm cho bà nắm chặt có hay không? Hụi là có giấy tờ nào không hụi vàng gì trơn á. Hụi là chị chơi giống liên quan tới ông. Đây nè, không liên quan sao? Chị nói ở dưới mà gửi tin nhắn lên nói rồi. Dưới lại. Tôi cho anh biết ông hụi hàng gì đây. Đây, tôi mới giờ đó, tôi chạy cầm chiếc xe đây. Lấy cho mày. Đây, không có gì tiền đâu hết. Đây mấy anh coi nè. Cầm xe để làm gì? Cầm xe để làm gì? Đưa tiền cho ông nè. Đây là cầm xe. Đó, cầm xe với cầm xe rõ ràng đây nè. Lấy cầm xe để đưa tiền. Không có tiền hụi tiền hè gì trơn á. Rút tiền để có biên lai đây, ngày giờ đây anh coi. Thiệt với anh Hải ha. Đây. Đây là quả tang. Ngày giờ coi. Đây là em ráp đâu rồi, mới chở đi kìa. Đó. Anh nói như vậy thì anh cứ đưa vô đi, phải nói đây. Thiệt anh á, bây giờ anh cứ lợi nè, phải làm cái gì phải có bằng chứng, có cái đúng cái rồi, anh nói là phải có bằng chứng. Bây giờ á anh lợi ngay nhà trọ anh ở rồi, hai đứa tôi ở nay cũng 2-3 năm rồi, đi tôi không quan tâm anh ở không ở sao bây giờ anh lợi ai tại sao lấy tiền dùm đây lấy tiền gì đó, cái xe lấy tiền gì đó, chị la ông sùm nè, hồi nãy em nghe chị la ông sùm nè, em lại đây đó hỏi 12 triệu sao được, bây giờ nè, bây giờ câu nó hết á, câu người đi đường gặp vậy thôi, bây giờ anh trả tiền lại cho bả rồi lấy xe, bả lấy xe về giúp bất công đem vô công an rồi. Có rồi tiền tôi đó. Tiền hụi cái gì? Tiền hụi gì? Đứa đem vô công an là lấy vòng là cóc tiền á. Anh cho bả đi cho bớt đi. Tôi này chứ đi ngang kẹp thiệt thôi. Hai đứa hai đầu lận mà tôi bây giờ 27 triệu mà tôi không có lấy thì 27 triệu. Em góp được nhiều lắm này hết rồi. Không ăn ở với ta mà giờ ông đòi tiền này chứ. Không phải cái tiền này tiền hụi. Ủa chứ xe này hai đứa cũng dẫn góp mà góp xong rồi. Xe này ông có bắt nói bả có tiền góp rồi hỏi bả coi. Nói đàng hoàng. Anh có góp. Tôi xin này.
là xe cốc tiền, xe biển số Fabio, biển số 71C27643. Hai đứa đều góp. Chị giữ luôn. Chị vào phòng nhà nội đi là chị giữ luôn. Giấy tờ hợp đồng xe của mình chị giữ luôn. Bây giờ em hỏi anh làm công việc gì mà anh có tiền góp xe? Ủa tôi làm bảo vệ. Bảo vệ tháng nhiêu tiền? Cũng 60 triệu. 60 triệu anh ăn uống hay xài làm gì còn tiền góp xe một tháng mấy triệu? 3 triệu cũng còn 3 triệu tiền góp từ xe được về. Đây là công kỳ. Trên góp có giấy tờ anh góp. Quan hệ nhau là giờ rồi là quan hệ đâu qua. Có tên anh đóng tiền ngân hàng không? Chứ vợ tôi nó đứng ra nó đóng chứ đâu phải tôi đâu. Vợ chồng có giấy kết hôn không? Dạ không. Có giấy kết hôn không? Hai đứa kết nhau ở thôi. Không có gì hết. Đây là anh đang lời chồng người ta. Nha. Nó trắng này anh lời chồng mở. Trước đó là số tiền cầm ra là cái gì? Ví dụ giờ là của cải trong nhà, ví dụ rồi sắm sửa gì, tôi có khi nào đưa một hai phải chia hai đâu. Không, tôi nói cho anh biết, không chia hai chia ba gì hết, nhưng mà anh rõ ràng là anh đã kêu tôi 12 triệu anh đưa xe, rõ ràng không? Bây giờ muốn, muốn làm. Ba ngày trước anh nghe là tôi xách xe về có chuyện này không? Không có, đừng có nói gì vậy. Đừng có nói gì vậy, nói vậy sao? Lần trước anh tôi là tên anh cởi là tôi là tên anh chưa chắc lấy xe về được. Thành ra tôi bắt buộc anh mới về đây. Tới ngày nhà trọ mấy anh cứ hỏi đi. Anh có không dọa. Trời ơi, anh đừng có nói vậy. Làm gì không dọ, làm gì không dọ. Có làm gì không dọ không 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 không. Nhưng mà không cái xe này anh ấy lấy đi là anh ấy mượn chị hay là không. Mượn chị anh bảo mượn tới ngày nào có bảo ngày nào anh trả không? Không, ông chạy về đây đâm xong rồi ông chạy về bắt đầu ông đi nữa chị mượn. Nói là anh đi để cầm bạc cho tôi ông không đưa là ông thùng đẩy một mình vậy cho làm còn lại chị để cho ông đi mượn. Nhưng tại sao bây giờ bắt chị đóng 12 triệu? Anh nói là bây giờ là đưa chị đưa chồng 12 triệu ông mua xe khác ông trả xe này cho chị tống tiền đúng không? Đây là tống tiền xe của chị đúng không? Xe này xe của chị rồi tống tiền đây là tống tiền. Cái này gọi là tống tiền đúng không? Em không lại tính các phòng của anh là sao anh tiền được. Bây giờ chỉ được có 9 triệu thôi. Cái này tôi cũng chẳng biết. Ví dụ nhỏ này nó kêu với anh đặng gài vậy thôi. Nhưng mà bây giờ chúng tôi cũng biết nè. Bây giờ á, chúng tôi cũng biết việc này. Nè, anh lên nè. Cảm ơn anh đáp đây rất là nhiều. Tú hộp thôi. Vô vô vô. Qua đây thôi. Trước qua đây. Anh cứ nói đi. Tôi kêu ai chẳng. Tôi đâu biết bên này là ai mà kêu. Chuyện gì đó, hiểu không? Rồi, tôi uống một bên kia. Bây giờ mấy anh em chạy gấp thôi, chứ không phải là ai ngày. Nói á thì nói cho nó có tình có lý. Rồi. Nhưng mà, thôi, nói thiệt á. 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 Thôi vô là thôi là kêu ngoan lại đi. Thôi kêu ngoan. Kêu ngoan lại cho dễ. Tiền trong túi anh giờ có rồi đúng không? Chính xác rồi, tiền đâu rồi? Đúng không? Tiền trong túi đưa tôi. Anh để nguyên, anh giữ nguyên. Em phụ lại, đúng rồi. Mình có trong ở đâu mà mình nói vậy không? Bây giờ ý anh sao? Bây giờ một á là anh trả tiền lại cho bả, cho xe cho bả. Xong. Xong đó gì vậy? Đúng vậy đúng. Mình quen mà quen mà đâu qua chia cái được qua rồi để chia cái mà đâu qua đủ má thiệt mình quen mà nhau mà chia cái được qua không được ông má được dân mình chơi mà trời sống ca mà đâu qua người ta có bốn mấy à. Đúng không? Mấy anh nói vậy bây giờ tôi ra làm ra bây giờ mình đập lật xe của người ta đứng từ đây anh không có gì tôi nói gì đâu. Ở đâu bỏ chặt xe đi đây nói xe đâu phải là xe tôi đâu có phải nói vậy. Tại sao lấy tiền của ta đây anh lấy tiền không có tiền đó thì thao thận thảo thận với nhau bây giờ tôi trả tiền bây giờ trả tiền cho bả đi giờ cho bả về thôi ngành tôi về chú đẹp mấy công an làm công làm ra vậy tôi trắng tay tôi không có gì hết xe cậu tôi cũng né mà tôi không có gì hết quay đi cao đầu qua nói vậy sao không được quá giấy tờ đâu giấy tờ quá đâu thì đó thì giữ nè nó đứng tên nó góp chứ bây giờ gì nè đơn giản thôi sao được bây giờ nè ta quá đâu có ta quá ta không. Ủa vậy sao chị sao lúc đầu anh ở đâu nói gì không chị cái đầu quà chết thì mệt chưa. Ở đi công an lại đi công an lại dưới đúng không? Đi công an đi à. Tôi tống tiền. Rồi, tiền qua. À, bây giờ nè, ví dụ giờ cái đồng tiền này không phải đồng tiền. Bán. Bán ha, anh giữ nói không? Bằng chứng bằng chứng anh cầm tiền. Bằng chứng thì anh chứng nè, bây giờ 9 triệu đưa tôi rồi, hỏi sao có 9 triệu nó không có 9 triệu thôi. Tôi cầm xe có 9 triệu đưa anh chịu không chịu thôi. Chị đi cầm xe rồi có 9 triệu thôi.
nha. Đó, tiền ví dụ giờ tiền lấy thì chính mình phải lấy chứ. Lấy muốn lấy cái xe này là phải đưa cho anh 12 triệu. Nhưng bây giờ họ có 9 triệu thôi. Họ đi cầm xe được 9 triệu. Họ nói rõ là với anh là anh bảo lấy cái xe này 12 triệu, đúng không? Họ đi cầm xe mới được 9 triệu nên lấy cho anh. Anh thuộc vào cái đội tống tiền, anh hiểu chưa? Tống tiền cho được. Đây là tiền đây. Xe họ đi cắm cái tờ đây. Bây giờ xe đơn giản giấy tờ người ta đơn. Xe của người ta. Bây giờ nè. Em nói này, xe của người ta, giấy tờ tên người ta mà anh bảo người ta phải đưa cho anh 12 triệu. Anh hiểu chưa? Rồi, kêu qua làm việc, kêu qua làm việc. Giờ anh phải lợi ngay nhà trọ bên hỏi. Không, đây là người xe bên này. Cầm đẹp tên người ta, xe của người ta, mày bảo người ta đưa cho 12 triệu mà trả xe. Cái xe này, cái xe này. Thôi giờ cháu cơ hội đi. Thôi cháu cơ hội đi. Không chịu rồi đi kêu ngay lại. Vậy nè, tôi nói Hải nè. Bây giờ anh Hải nói nếu ông này trả cho trắng tay phải không? Rồi nếu mà anh làm như vậy thì cứ để cho nó lấy đi. Rồi đó. Không được. Thôi, không giờ nói đàng hoàng. Thôi. Thôi mà không có muốn nói mình ép, không nói ép mà không được, không được, không được. Không được nói mình ép đúng không? Thôi đi. Thôi, nếu bây giờ cái này anh tự quyền hay sao? Tự quyền đưa hay sao? Bất công. Bây giờ nếu mà thôi bây giờ nói bất công nó ép tôi không. Không. Chở ông về về khu vực mình làm giấy tờ. Thôi, không được, không được, không được. Không được làm tại đây, làm tại đây. Một ca. Ở hai bên tự là dưới tự rồi tự dưới ở giờ sao ông ra chứ mà không nó ép sao không được nói ép mấy ông là chứng nha không. Xe của tôi xe là xe của tôi hai tự quyền trả hay sao bây giờ tự quyền trả hay sao chứ mấy ông nó phải ừ bây giờ tự quyền trả hay sao bây giờ anh ý là tôi hỏi nè mấy ông mấy nó tự ép tôi đi đường gặp ừ cái này tự quyền trả hay sao bây giờ nếu mà giờ mấy anh nói vậy phải không bây giờ mấy anh nói rồi tiền của nó ha tôi tống tiền đó đó rồi giờ cào quẹt xe ha là tiền của nó cứ lấy lại anh có tự nguyện không tự nguyện sao anh có tự nguyện hay sao đâu là sao đâu có tự nguyện không anh nói câu đó có người chứng có người đang làm chứng nè bây giờ cái này của nó bây giờ của nó phải không có tự nguyện không ông tự nguyện trả lại sao nó sao có tự nguyện sao nó là qua kêu mày thử thôi vừa được trả lại cho nó đi rồi này quay tiền của chị đúng không bây giờ là cái số tiền này mình đóng vậy kêu nó thôi kêu tự nói đi mất công nó mình ép ổng mất công nó ừ em hỏi là anh có tự nguyện cái số tiền này trả lại rồi sao trả lại người ta không trả lại xe trả lại tiền sao nói đi anh có tự nguyện không đó, tiền xe trả lại đó có tự nguyện trả không có tự nguyện không có cái câu trả đó anh tự nguyện trả thôi nhé bà con cái đây nhá nè bà con chứng đi anh làm chứng đi mất công tôi rồi nè anh là tự nguyện không anh tự nguyện không anh tự nguyện rồi sau này mà anh tự nguyện nha em mà lại điện lên báo công an để rồi mấy con đi ngoan cởi ống hiểu rồi. 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 Rồi.